mọi người, cuối cùng thì chúng mình cũng được mặc áo hoodie để quay video rồi. Bởi vì hôm nay đã là ngày đầu tiên mà Hà Nội đón gió mùa, đã bắt đầu vào mùa đông. Và mình nhớ không nhầm thì bằng giờ năm ngoái mình cũng quay một cái video là lý do mình đã bán máy ảnh Canon M50 để mua iPhone 12 Pro Max. Nhưng mà thực ra là tại vì tài chính lúc đấy mình cũng không có nhiều. Nếu mà mình có nhiều ấy, mình sẽ mua Sony ZV-1 này. Nhưng mà nó tận 18 triệu, rất là đắt mọi người ạ. Và khi mình được đi quay ở store của Sony hay là video mình đi sự kiện của Sony ấy, mà mình được trải nghiệm cái ZV-1 đấy thì mình rất là thích. Và đúng lúc mà mình đang định xuống tiền để mua ZV-1 thì mình nhận được một món quà rất là đặc biệt từ Sony. Đấy là mình sẽ trở thành một trong những người đầu tiên được trải nghiệm dòng ZV-1 mới. Đấy là ZV-1F từ Sony, có thể gọi là đời 3 đấy mọi người. Và dự kiến là nó sẽ được ra mắt với giá là 13.990.000, nghĩa là rẻ hơn khoảng 4 triệu so với ZV-1, mà lại có rất là nhiều nâng cấp đáng kể. Mình có tìm hiểu thì ZV-1 của Sony được nhận rất là nhiều sự yêu thích của mọi người, vì đây là một cái máy ảnh chuyên quay vlog này. Xong rồi rất là nhiều vlogger nổi tiếng tin dùng. Sau đấy người ta ra thêm ZV-E10 à, nó to hơn và có thể thay được lens, thì mọi người có vẻ là lại không thích bằng ZV-1, vì mọi người thích ZV-1 bởi vì nó nhỏ gọn này, còn ZV-E10 thì lại hơi to. Và vậy là đấy là lý do mà người ta ra thêm cái ZV-1F này, nghe nói là nó còn nhỏ hơn cả ZV-1 mọi người ạ. Mở ra bên trong nó sẽ có rất nhiều giấy hướng dẫn sử dụng của nhiều thứ tiếng khác nhau. Sẽ có một cái gói bông chắn gió, bông đây là bông chắn gió để kiểu hạn chế tiếng ồn khi quay ở bên ngoài, bông lọc gió. Và nhân vật chính của chúng ta, ta-da, sẽ bóc ra cho mọi người xem nhá. Ấy, trời ơi, siêu xinh luôn. Ngoại hình nhìn bên ngoài, nhìn thoáng qua thì mình thấy nó cũng khá là giống với cả ZV-1, không khác gì nhiều lắm. ZV-1 cũng có màu trắng cũng xinh như thế này. Nhưng mà ZV-1 khi mà chúng mình mở ra thì nó sẽ tự động mở và đẩy cái lens này ra bên ngoài. Nhưng mà em này thì là dùng lens fix chứ không dùng lens kiểu zoom cơ học giống như kiểu ZV-1 ấy. Nên nó sẽ mãi mãi chỉ như này thôi mọi người ạ. Nó sẽ không đẩy ra bên ngoài, nó sẽ rất là bé. Bé bằng kiểu siêu bé và siêu nhẹ. Đúng là máy quay vlog là chỉ có như này thôi. Nếu mà cồng kềnh, kể cả là con Canon M50 ngày trước mình mua, mình đã thấy là nó cũng khá là bé so với máy ảnh bình thường rồi. Nhưng mà đúng là khi quay ấy, mình mới thấy là nó phải bé hơn nữa, bé, rất là bé. Như một cái điện thoại thôi thì nó mới tiện. Còn nếu mà vẫn kiểu bề ngang của nó vẫn to như thế này này thì khá là khó để bỏ túi quần, túi áo hay bỏ ba lô, túi sách đi du lịch các thứ mình lấy ra mình quay thì nó hơi khó. Điểm khác biệt đầu tiên so với cả ZV-1 là như mình vừa nói, cái lens của nó là lens fix, nó sẽ chỉ như thế này thôi. Cái lens này thì góc nó sẽ rộng hơn so với ZV-1. Và quan trọng là bây giờ chúng ta đã có cổng Type-C, một điều bị chê rất là nhiều ở ZV-1. Khi mà mọi người bảo là bây giờ ai cũng dùng cổng Type-C mà ZV-1 lại là cổng micro USB, thì bây giờ đây, người ta đã thay vào cổng Type-C rồi. Còn lại thì cổng HDMI và cổng mic thì vẫn như cũ. Ở bên trên này thì chúng ta có thể thấy là nó vẫn có cái nút xóa phông một chạm giống như là ZV-1 này. Đó, khá là đơn giản mọi người ạ. Nói chung là không có gì phức tạp nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ thử mở ra nhá. Vẫn có màn hình lật nha mọi người. Ô, quên mất mọi người. Chưa lắp pin. Ở trong hộp thì nó sẽ có hai viên pin. Và pin của nó thì vẫn bé xíu 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 như là pin của ZV-1 thôi mọi người ạ. Mình sẽ đi lắp vào. Và điều quan trọng và siêu bất ngờ, siêu cấp vô địch đấy là màn hình của ZV-1F đã có cảm ứng. Đây mọi người có thể cảm ứng tất cả mọi thứ ở trên màn hình, cực kỳ đơn giản luôn. Đấy. Chúng ta có thể chọn rất là nhiều chế độ ở trên này, chỉnh được gần như tất cả mọi thứ ở trên này luôn. Mọi người sẽ không cần phải xoay máy lại như thế này để chỉnh. Và ở đây vẫn có cái đèn đỏ để cảnh báo red giống như kiểu là ZV-1 và ZV-E10 đó. Nói chung là nó vẫn có những cái cũ và được thêm cái mới, đấy là thêm cổng Type-C này, thêm cả cảm ứng. Mình rất là thích cái màn hình cảm ứng này. Một điểm mới so với cả ZV-1 đấy là có thêm một cái chế độ là Creative Look. Nghĩa là đại khái mọi người có thể hiểu đơn giản là nó sẽ có rất là nhiều những cái filter màu ở đây. Mọi người có thể bấm vào đây nhá. Xong rồi mọi người chọn filter màu.
ngay ở trên này luôn. Để khi mà edit xong chúng mình không cần phải add filter vào nữa, mà filter sẽ được add luôn vào trong lúc quay. Đó, thì cái đấy là cái ở trên GV1 cũng như là GVM10 không có, là có sẵn filter màu nha. Chúng ta vẫn có cái chế độ để quay sản phẩm giống như là ở GV1. Đấy là cái chữ có hình con người với cả cái hộp ở bên này. Nghĩa là khi mọi người bật cái đấy lên nhá, mọi người quay vlog mà cần ví dụ kiểu cho mọi người xem là cái lọ kem chống nắng của mình chẳng hạn, thì đấy mọi người giơ lên đằng trước như thế này, nó sẽ lấy nét cái vật gần hơn, và bỏ ra xa thì nó lại lấy nét mình. Đó là một cái rất là hay, và lý do mà các vlogger rất là yêu thích GV1 thì ở đây vẫn được giữ lại nha mọi người. Và đặc biệt có thêm một cái nữa, có cả chế độ là quay slow motion hoặc là quay kiểu time lapse. Slow thì hình như là được 5x, còn time lapse thì là 60x thì phải, nghĩa là mọi người sẽ có thể quay time lapse ở trên máy ảnh. Ngoài ra thì còn rất là nhiều chế độ khác nhau. À đây, chúng ta sẽ sử dụng zoom bằng zoom ở trên này luôn, nghĩa là zoom kiểu gọi như nào nhỉ? Zoom quang học chứ không phải là zoom cơ học, vì cái ống kính này nó sẽ không lồi ra thụt vào giống như kiểu là GV1, nó sẽ chỉ như thế này thôi. Chúng ta sẽ bấm vào zoom ở đây và mọi người có thể chọn cảm ứng ngay trên này luôn. Khi mà đợt trước mình có thử ở store của Sony thì màn hình nó bé, xong rồi menu nó cũng bé, rồi chữ nó cũng bé, xong kiểu phải bấm đằng sau ấy, nó bị mất kiên nhẫn, bấm ra bấm vào, bấm sang trái sang phải. Bây giờ chúng mình có thể bấm ngay trên màn hình nè, nhưng mà mình vẫn thấy mấy cái icon này nó hơi bé, trông nó có vẻ là hơi khác cái menu ngày trước mình thử ở trên GV1. Nó dễ dùng hơn thì phải. Mic ở trên này thì vẫn là mic có đầu thu, gọi 3 mic hay là 1 mic 3 hướng, hình như là 3 mic mọi người ạ. Và sẽ có đầu lọc gió này. Và mình nghe mọi người bảo, mình thì chưa được thử cái chế độ thu âm ở trên GV1, nhưng mà mọi người khá là khen. Khi mà chúng mình quay vlog mà trời gió như thế này, tí mình sẽ quay thử cho mọi người xem là nó có lọc gió, lọc tiếng ồn các kiểu tốt không. Trong này thì người ta còn gửi cho mình một cái gọi bán tay cầm mà mọi người. Rồi, bởi vì nếu mà không có cái này thì quay vlog hơi khó mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lắp vào và quay thử cho mọi người xem luôn nhá. Bắt đầu từ đoạn này thì mình sẽ quay bằng Sony ZV-1F cho mọi người có thể xem được chất lượng của video. Đây, mọi người có thể nhìn nhá. Ví dụ chỗ này là mình đang quay đúng hướng sáng này. Chỗ này là đang quay ngược sáng này. Đợi một lúc mặt mình sẽ từ từ sáng lên nha mọi người. Đó, thì đó là một tính năng mà đã có trên ZV-1 rồi. Và bây giờ thì ZV-1F cũng có. Đấy là luôn luôn ưu tiên làm sáng gương mặt của chúng mình. Và điểm khác biệt ở đây, đó là góc của chúng mình đã rộng hơn rồi. Đây, mình có một đoạn chắc không rõ để xem đâu, nhưng mà đại khái là mình đã từng thử quay lúc mà đi sự kiện của Sony. Còn ZV-1 thì nó sẽ, cái góc của nó sẽ hẹp hơn so với cái này một tí, vì cái tiêu cự của cái này nó rộng hơn. Còn tiêu cự của ZV-1 là 24, cho nên là nó sẽ rộng mặt. Đó. Thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái việc mà chúng mình đi du lịch, kiểu chúng mình sẽ quay như thế này nhá. Đây chỉ mọi người, ở đây là biển này, các thứ. Thì nó sẽ rất là dễ. Còn nếu mà mọi người quay mà có nhu cầu quay mà kiểu quay sản phẩm các thứ ấy, thì mình nghĩ là ZV-1 lại quay đẹp hơn, vì nó có thể zoom chi tiết các thứ này. Còn ở đây chúng mình sẽ chỉ có thể mình sẽ thử bấm nhá. Zoom, đó. Chúng mình sẽ chỉ có thể, mình sẽ thử zoom mọi người xem nha. To ra hết cỡ này. Mình đã bật chế độ chống zoom cho nên là ảnh nó, à cái hình của video nó sẽ bị crop lại một tí. Còn nếu mà mọi người để chế độ chụp ảnh hay là không chống zoom thì nó sẽ rộng hơn khá. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Ở đây mình sẽ zoom vào hết cỡ. Đó, nó chỉ có được như thế thôi. Thì nếu mà khi mà mọi người quay, ví dụ mọi người đang đứng từ xa, mọi người cần quay một cái gì đấy, ví dụ như thế này, mọi người cần quay cái này đúng không? Cần quay cái này ha. Rồi zoom xa ra, zoom vào, nó chỉ được đến đấy thôi. Và nếu mọi người muốn quay chi tiết hơn thì mọi người sẽ phải đứng lên và mọi người chạy ra đấy. Đó, nó sẽ không tiện bằng con ZV-1 ở cái đoạn đấy. U là trời, mình đang edit đến đoạn này thì mình phát hiện ra là lúc mình quay mình không để ý ấy. Kiểu hôm đấy mình quay ngoài trời xong rồi mình không để ý lắm. Xong bây giờ đến lúc mà mình edit mình mới phát hiện ra là nguyên một cái đoạn mà mình quay, cái lúc mà mình ngồi trong quán cà phê ấy mọi người, là mình đã bật cái chế độ mà quay sản phẩm lên. Thế lúc mình nói thì mình sẽ khua tay múa chân, thế là nó cứ out focus, nó zoom ra zoom vào, nó zoom loạn xạ hết cả lên. Đây mới là chất lượng thực sự khi mình để chế độ bình thường.
Thế mọi người có thể thấy là nó không có dễ bị autofocus như thế. Nhưng mà tại vì mình bật cái chế độ quay sản phẩm ấy, cho nên mình cứ múa tay này, nó lại focus vào tay mình. Xong rồi nó không focus vào màn mình, nó cứ loạn xạ hết cả lên, nó lại còn bị rung nữa. Thì đấy là tại vì mình bật cái đấy. Hẹn mọi người trong một video khác mình sẽ quay khi mà mình tìm hiểu cách sử dụng của cái sản phẩm này kỹ hơn. Mình sẽ quay thật là chất lượng và thật là đẹp, hứa là sẽ không có lỗi gì hết. Bây giờ mọi người xem tiếp nhá. Đây, còn về khả năng ghi âm thì đây, alo alo 1234. Mọi người có thể test qua tiếng mình nói từ nãy đến giờ. Mình đã thêm cái đầu lọc gió vào rồi. Không biết là với một ngày trời gió to như thế này thì như thế nào. Mình cũng đã bật cả chống rung lên nữa. Mọi người có thể xem. Và ZV1F này thì vẫn có 3 cái chế độ chọn là làm mịn da, làm đẹp da, kiểu beauty ấy mọi người. Mình thì đang không tắt mà mình để chế độ thấp nhất. Bây giờ mình sẽ thử một vài chế độ khác cho mọi người xem nha. Đây là chế độ làm đẹp da ở mức trung bình, nghĩa là mịn hơn lúc nãy một tí. Lúc ngày nào mà mọi người make up mà trang điểm mà nó che khuyết điểm mà nó không kỹ lắm chẳng hạn, hoặc là mắt mọi người thâm thì mọi người có thể bật cái này lên, nó sẽ đỡ hơn lúc nãy một tí. Dù lúc nãy mình còn thấy một tí cái da của mình bị khô ở chỗ này thì bây giờ nó đã làm mịn đi này. Đó, bây giờ mình sẽ thử bật chế độ cao hơn, cao nhất luôn nha. Đây là chế độ làm đẹp da cao nhất. Mình sẽ test cho mọi người ở trên một cái mặt nó nhiều mụn hơn. Thật ra thì mặt mình trộm vía là nó đang không có mụn nên là không có thấy. Nhưng mà mọi người thì thấy này, đây là mặt bạn mình là nó đang hơi nhiều mụn một tí. Đây là bật chế độ làm mịn chưa? Đây là làm mịn cao nhất. Đây là làm mịn ở mức cao nhất nha. Cao nhất có thấy mụn không? Là mịn mức cao nhất ý là nó vẫn mịn nhưng mà kiểu nó không bị giả ấy nha. Không, nó giả nha, cái mặt mày nó đang đầy mụn. Và bây giờ mình sẽ quay một đoạn là tắt chế độ làm mịn để mọi người có thể xem là với cái mặt như thế này, đang để chế độ làm mịn thì nó như này, nhưng mà ví dụ tắt đi nó sẽ như thế nào ạ? Đây, mình sẽ tắt đi cho mọi người xem nha. Đây nha mọi người ơi, ví dụ mà tắt đi thì mặt mình mọi người vẫn có thể thấy là nó cũng trộm vía không có mụn. Nhưng đây mọi người có thể xem này, những cái chi tiết bây giờ mình sẽ zoom ra cho mọi người xem này, là những cái mụn này, lúc nãy thì nó không thấy lắm nhưng bây giờ nó thấy những cái vết thâm. Đó là một vài tính năng hay ho trên ZV1F mà mình sẽ test thử cho mọi người xem thoáng qua thôi. Và mọi người có thấy là đoạn âm thanh này nghe nó trong hơn và đỡ ồn hơn lúc nãy không? Thì lúc nãy mình có thử là không bật cái lọc tiếng ồn ở môi trường xung quanh. Và bây giờ thì mình đã bật lên rồi. Mọi người có thể so sánh giữa hai đoạn này để có thể test cái chất lượng của mic thu của Sony ZV1F. Nói chung tóm lại qua cái video mà gọi là mở hộp nhanh ngày hôm nay thì mình đánh giá là với một sản phẩm rẻ hơn ZV1 4 triệu mà lại có thêm những tính năng mới như là màn hình cảm ứng này, có thêm cổng tai si, có thêm quay timelapse, quay slow, bù lại thì nó sẽ không có một cái lens được cho ra những cái hình ảnh chi tiết bằng, không zoom được xa bằng ZV1. Nhưng mà nếu mọi người giống mình, đấy là mọi người hay quay vlog kiểu mình là nhân vật chính, mình sẽ không cần có nhu cầu để quay những cái sản phẩm hay là quay những cái chi tiết cực kỳ chi tiết nhiều. Thì đây vẫn là một sản phẩm rất là hợp lý, một mức giá cực kỳ là hợp lý luôn ấy. Nó siêu xinh, siêu đáng yêu và rất nhỏ gọn, kiểu có tất cả những gì mà chúng mình cần. Đó, mình sẽ cố gắng để có thể làm một cái vlog chi tiết hơn. Thậm chí là mình mang cái máy này đi du lịch đâu đó để quay cho mọi người xem là đi ra ngoài quay một thời tiết sáng hơn, đẹp hơn ngày hôm nay thì nó sẽ như thế nào, quay đồ ăn thì nó sẽ như thế nào. Còn hôm nay mình sẽ chỉ đưa ra những cái cảm nhận rất là đơn sơ, rất là kiểu mới mẻ của mình thôi. Vì bản thân mình cũng không được biết nhiều thông tin về chiếc máy này. Trên mạng bây giờ cũng chưa có và những thông số chúng ta cũng chưa có. Đây sẽ chỉ là những cảm nhận rất là cá nhân và rất là gọi là đơn sơ mộc mạc đấy. Mọi người cảm thấy là cái chất lượng của những cái máy này như thế nào? Với cái mức giá như thế này thì mọi người hãy để lại comment bên dưới nhá. Và đừng quên like, share và subscribe cho mình để mình nhanh đạt được 20.000 subscribe. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại trong video lần sau.